Alo, bữa nay vui thân ái chào các bạn. Mình quay tối cho nên phải giữ yên lặng cho hàng xóm. Cho nên là cái nhạc hiệu của cái đài phát thanh truyền hình của mình là mình phải để nó ở chế độ nghỉ các bạn. Cho nên các bạn sẽ không nghe được ha. Thôi khi nào mình quay sáng đi, mà chúng ta lại có nhạc hiệu ha. Thì video này đầu tiên mình thông báo với các bạn lại là cái địa chỉ của cái nhóm mà sinh hoạt tiếng Đức á. Thì có một bạn đã viết thông báo cho mình biết là cái nhóm đó đã dời về địa chỉ là đã đổi tên là Deutsche Campus, là một lớp học dạy tiếng Đức ở địa chỉ mới là 31 xuyệt 3 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, ở gần chợ Hoàng Hoa Thám đó. Thì các bạn nào mà có điều kiện thì thử đến đây để xem coi là mình có thể tham gia được hay không ha. Mình nhắc lại địa chỉ lần nữa là tên là Deutsche Campus, địa chỉ là 31 xuyệt 3 Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, gần chợ Hoàng Hoa Thám. Nhưng mình để cái micro cho nó cao lên một chút để các bạn nghe nó rõ hơn ha. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một cái vấn đề mà có một bạn là bạn ấy có chia sẻ với mình, là bạn ấy nói là có một bác ở Đức nói trên mạng là ở Đức chúng ta không cần có nhiều công việc, không đòi hỏi là bạn phải qua đào tạo, không đòi hỏi bạn phải có bằng đại học mà vẫn được lương cao. Thì mình nghĩ là không chỉ riêng ở Đức đâu, ở Việt Nam cũng vậy luôn, cũng có những cái mà nhiều người là họ không có được học đại học, không có qua đào tạo nghề, rồi họ cũng làm được những việc lương rất là cao. Đó. Thì mình tìm thấy một video của đài Galileo, chương trình phóng sự của Galileo của đài ProSieben á, mà cái đài này lần trước mình có đưa một chương trình là người ta làm phóng sự về những học viên lái tàu hỏa ở Đức đó. Thì người ta cũng có làm phóng sự về cái đề tài này. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem, cùng nhau xem cái phóng sự về đề tài là không cần có việc đào tạo tốt đó, hoặc là có bằng đại học mà vẫn kiếm được lương có thể lên tới 10.000 euro một tháng đó, coi nó là như thế nào. Và sau khi xem xong đó, thì mình sẽ làm một video khác để tư vấn, để là nói là tư vấn cũng chưa đúng, để là cùng nhau trao đổi và đưa ra một cái hướng là liệu người Việt Nam chúng ta các bạn có thể thực hiện cái điều đó tại nước Đức được hay không, thực hiện bằng cách nào ha. Bây giờ chúng ta như mọi khi các bạn đưa bàn tay vàng của mình bấm vào cái đường link ở dưới ha, rồi chúng ta cùng nhau trao đổi ha. Tức là người ta cái video này vào đầu tiên người ta nói là không cần học đại học, không cần bằng cử nhân, thạc sĩ vẫn kiếm được nhiều tiền, thậm chí đến 10.000 euro một tháng. Điều đó là diễn ra ở Đức như thế nào ha? Diễn ra ở Đức như sao? Thì vào video người ta nói là người ta sẽ nói là cái đứng hàng thứ bảy, người ta xếp hạng theo cái suy nghĩ của người ta. Đứng hàng thứ bảy trong cái danh mục của cái phóng sự của chúng tôi á, thì là cái nghề không cần qua đào tạo, chỉ cần tốt nghiệp phổ thông thôi mà vẫn được lương cao, là nghề của công ty vệ sinh, nghề đi đổ rác.
bạn thấy là khác ở Việt Nam ha. Nghề đi rủ rác mà lại lương cao đó, cái điều đó là thật sự nha bạn. Ở Đức nó có nhiều cái nó ngược lại với Việt Nam mình đó, cũng như mình đã có một lần mình chia sẻ là người Đức họ lớn con nhưng mà họ nói chuyện thì nhỏ nhỏ nhẹ lắm, xì xào thầm thì đủ nghe. Còn người Việt mình nhỏ con nhưng mà nói chuyện thì lớn đó. Có nhiều cái như mình nói rồi, mình là ở phương Đông còn nước Đức ở phương Tây, phương Đông phương Tây cơ bản là giống nhau nhưng mà có nhiều cái nó khác biệt. Thì ở đây cũng vậy, đổ rác lương lại cao, cao hơn của mình, cao hơn mình đó. Thì chú phóng viên này thử 3 ngày đi làm cái công việc đổ rác để trải nghiệm. Thì những người mà đi làm công việc đổ rác thì 5 giờ sáng họ phải bắt đầu rồi nha, bắt đầu công việc, và 14 giờ chiều thì họ tan ca đó. Phóng viên mới hỏi người phụ trách là có cần những bằng cấp gì không, bằng cấp đào tạo gì không mới được làm nghề này. Thì cái chú ngồi cạnh phóng viên á, chú trả lời là chẳng cần bằng cấp gì hết, không có cần, bạn chỉ học phổ thông là được rồi, học giỏi hay dở chả quan trọng đó. Nha. Thì bắt đầu là mình phải làm cái đơn xin việc rồi chờ hả? Cái chú làm nghề đổ rác chú nói mà chờ vì nhiều người đăng ký lắm, không chỉ riêng mình cái nghề nào ngon ăn thì nhiều người nhảy vô đó. Không cần đào tạo, khỏe khỏi học khỏi nhức đầu nha, khỏi phải cài, mình chỉ vô đây cái cài ở trong này thôi. Thì sao lại ngắt rồi. À, video vẫn đang tiếp tục các bạn. Mình nghĩ là ngắt mà không, nó vẫn chạy ha. Rồi thì chú nói là nhóm của chú đã làm việc được cùng nhau nhiều năm rồi. Đấy, thì làm nghề này 1 năm được nghỉ 30 ngày phép. Lương tổng chưa trừ các thứ á, thì cao hơn cả nghề hớt tóc, cao hơn cả nghề giữ trẻ đó. Thì chú phóng viên mới nói là tôi nghe nói là cái mức lương của họ lúc này các bạn thấy là hiện lên ở trên màn hình đó, mức lương của những người mà làm nghề công ty vệ sinh đó, là từ 3.000 đến 3.500 euro một tháng chưa trừ thuế nha, lúc nào cũng vậy nha, lúc nào cũng là lương tổng. Người ta nói nhưng mà phải có chút năng khiếu à, tại vì chúng ta thấy chú phóng viên đó, chú làm thử, chú làm chú không biết móc cái thùng rác vào thế là cái nó trôi tuột vô bên trong luôn. Người ta là móc vào nó đổ xong nó lại đưa cái thùng rác nó ra, chú móc không đúng kiểu không đúng cách nó trôi vô bên trong luôn đó. Thế là một lát chúng ta thấy là cái thùng rác nó bị bể hết rồi đó. Cái máy nó cuộn vào trong. Thì cái rủi ro của cái nghề này á, là có thể bị kẹt tay, có thể bị trầy xước, bị thương nhẹ thôi nha. Rồi bây giờ người ta nói là đứng hàng thứ sáu, hồi nãy là đứng hàng thứ bảy, bây giờ đứng hàng thứ sáu là nghề dễ, là nghề dạy lái xe đó. Việt Nam mình bây giờ rất nhiều công ty dạy lái xe phát triển ha, lương sẽ là 3.300 đến 4.000 euro một tháng đó. Muốn học ngày này á, thì bạn phải tốn khoảng 11.000 euro để bạn lấy được cái bằng là bạn là được phép là đào tạo lái xe. Đó. Tuổi từ 21 trở lên thì mới được là thi để làm cái nghề này các bạn. Thì cái nghề lái xe cũng được là chào đón khắp nơi, nhiều công ty họ lập ra rồi họ cần cái người có cái bằng cấp là đào tạo lái xe. Đó. Rồi đứng hàng thứ năm là nghề sửa chữa, nghề trực và sửa chữa thang máy khẩn cấp. Nó ví dụ một cái thang máy nó đang chạy cái là nó đứng lại, người ta kẹt ở trong luôn, người ta không có ra được, mà nửa đêm nửa hôm chẳng hạn
mà đứng hoài ở trọng thì hẹn ngợp là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên là ở bên này những thang máy là người ta luôn luôn đề, ở bên trong cái thang máy là người ta đề trường hợp khẩn cấp gọi cái số này nha. Thì lúc nào 24 trên 24 những người làm cái nghề này phải trực 24/24, họ phải thay ca nhau nha, trực cả đêm, ngày lễ, ngày nghỉ, mưa gió gì cũng trực, để có cuộc gọi từ cái thang máy kẹt là họ sẽ tới để họ giải quyết. Thì cái nghề này đòi hỏi bạn phải có cái bằng nghề là cơ điện. Bạn phải biết cơ điện bạn mới mở cái được thang máy nhé, nó chạy bằng điện, bằng cơ. Thì sau khi bạn học, bạn có bằng tốt nghiệp cơ điện thì bạn sẽ qua 6 tháng đào tạo chuyên ngành về mà sửa chữa thang máy khẩn cấp. Luật nó quy định là trong vòng 30 phút kể từ lúc nhận được cuộc gọi á, bạn phải có mặt để giải quyết sự cố. Tại vì nếu mà lâu hơn nữa là người ta trong đó người ta sẽ thiếu không khí, thiếu oxy, là ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Có thể xảy ra là ngất xỉu đó. Rồi nghề đứng hàng thứ tư của theo trong cái video này là lương là có thể tới 4.500 euro một tháng. Đó là nghề lắp ráp tua bin cánh quạt cho điện gió ở ngoài khơi, ngoài biển nha. Thì chúng ta thấy một cái tàu bự đó, nó chở những cánh quạt ra ngoài biển, đóng cọc xuống rồi gắn cánh quạt lên để mà phát điện xanh đó các bạn, điện bằng sức gió đó. Thì trên con tàu này có 60 người làm việc, trên con tàu này người ta thay ca nhau. Và các bạn nữ, cái phóng viên nữ này nói là trên tàu công việc là 24/24, thì phải tranh thủ thời tiết đẹp á, thì người ta đóng cái cọc xuống, còn nếu thời tiết không đẹp thì người ta làm những việc ở trên tàu để chuẩn bị mọi thứ ha. Bạn cũng nói là nơi ngủ nghỉ á, thì chật hẹp, chúng ta nhìn thấy một cabin của một chú đó, nó là chật hẹp. Trên tàu thì là vậy thôi, đâu có chỗ đâu, nên cabin nó phải chật hẹp rồi, thì như vậy lương mới cao. Rồi một ca làm trên tàu là 14 ngày, rồi sau đó bạn sẽ lên bờ nghỉ 14 ngày, rồi lại lên tàu là 14 ngày. Thì giống như các mà ở Việt Nam mình là các công nhân mà phục vụ giàn khoan cũng như vậy, 14 ngày ra phục vụ rồi 14 ngày trở vô nha. Thì lương là 4.500 euro một tháng. Bây giờ đứng hàng thứ ba, lương khoảng 6.000 euro, lương 6.000 euro khởi điểm, lương khởi điểm nha, làm lâu năm lương tăng lên nha, và làm ca kiếp lương tăng lên nữa, tức là lương cơ bản 6.000 đó. Tức là nghề gì? Là nghề điều khiển không lưu. Thì chúng ta biết là các máy bay bay ở trên trời á, là phải có cái sự điều khiển của không lưu, bay độ cao bao nhiêu, hướng bay bao nhiêu, tốc độ bao nhiêu đó. Chứ không phải là bay lung tung rồi không hạ cánh được. Nha, các bạn học nghề phi công thì biết ha, thì phải có sự là điều khiển không lưu từ mặt đất thì các máy bay nó mới bay chuẩn được và không có xáo trộn, không có va chạm vào nhau. Thì nếu muốn học nghề này á, bạn phải được kiểm tra về cái thần kinh nó phải vững đó. Thì người ta nói là 10 người chỉ được một người có thể là đạt được cái kỳ, có thể qua được cái kỳ kiểm tra này. Và người ta nói là đào tạo nghề này là 3 năm. Thì 100 người chỉ có 80 người có thể là tốt nghiệp thôi. Tức là cũng rất là khó. 80% tốt nghiệp. Bởi vì trách nhiệm là vô cùng lớn. Điều khiển không lưu mà bạn điều khiển sai lầm một chiếc máy bay là hàng trăm con người ở trên đó nha bạn. Cho nên là cái tinh thần của mình đó, lúc nào nó cũng bị căng thẳng, làm nghề này rất là bị căng thẳng lúc làm việc. Vì vậy mà họ nói là những người mà làm nghề này là một ca làm việc họ được nghỉ 2 tiếng. Thì bạn thấy là cái chú đó vào nằm trên cái ghế massage cho nha. Căng thẳng quá làm đầu óc phải căng thẳng liên tục nè. Được nghỉ giải lao 2 tiếng để nạp năng lượng cho cái não bộ. Nó căng thẳng quá nó nạp.
Điều khiển không lưu á, thì họ sẽ làm 5 ngày liên tục, sau đó nghỉ 3 ngày liên tục. Thì giống như cái nghề kia, cái nghề mà làm mà lắp cánh quạt ngoài giàn khoan là làm 14 ngày liên tục, xong rồi nghỉ 14 ngày. Còn điều khiển không lưu là làm 5 ngày liên tục, nghỉ 3 ngày. Đó. Ở chỗ mình các bạn làm ở hãng sữa, các bạn ấy cũng làm là 5 ngày liên tục rồi nghỉ 2 ngày, xong làm 5 ngày liên tục nghỉ 2 hoặc 3 ngày. Đó. Và cứ 2 ngày hoặc 3 ngày thay ca một lần. Đó. Đó, tùy đó, các bạn thấy là có những công việc nó ca kíp nó như vậy, thì làm điều khiển không lưu cũng là theo ca, máy bay bay suốt ngày đêm mà 24 trên 4, lúc nào cũng có máy bay bay trên trời rồi hạ xuống đất ha, cho nên là căng thẳng. Người ta làm 5 ngày rồi nghỉ 3 ngày thì lương á là cơ bản 6 ngàn, cộng các thứ vô có thể lên tới 8 ngàn nếu làm lâu năm nhé. Không có chuyện là những người làm kiểm soát không lưu là không có nghỉ cuối tuần hay là nghỉ ngày lễ gì hết, cứ theo cái dòng đó, 5 ngày 3 ngày, 5 ngày làm 3 ngày nghỉ ha. Đứng hàng thứ hai là chúng ta làm nghị sĩ quốc hội rất ngon nha. Thì người ta có chiếu một cô nghị sĩ này là cổ mới có tốt nghiệp phổ thông trung học thôi, không có bằng đại học gì hết ha. Vậy mà lương là được 9.542 euro một tháng. Đó, thấy sướng chưa? Nghị sĩ quốc hội ở Đức là lương cao ha. Mỗi nghị sĩ quốc hội chúng ta thấy là chiếu ở trong tòa nhà quốc hội đó, thì mỗi nghị sĩ quốc hội họ có cái ghế riêng của họ, mỗi người sẽ ngồi đúng cái chỗ của mình, vị trí của mình, không có ai thay thế được phép ngồi chỗ của mình hết ha. Người ta nói, cái chú phóng viên kéo thử cho nó cái ghế này nặng thiệt á ha, bởi vì nghị sĩ quốc hội đó nhiều khi là phải cuộc họp kéo dài cả ngày, rồi tới kéo dài tới 2-3 giờ đêm luôn. Nó giống như kỳ trước là nghị viện Âu Châu họp tới 4 giờ sáng luôn các bạn. Đó. Có nhiều vấn đề bàn thảo phải là họp rất là lâu. Đó. Rồi bây giờ nói là đứng hàng thứ nhất, lương cao, không cần học đại học. Đó là nghề thợ lặn. Đó. Nghề thợ lặn lặn thì làm việc khắp nơi nhưng mà là ở dưới mặt nước. Đó. Họ làm các một loại công việc khác nhau như là xây dựng cũng có nè, sửa chữa cũng có nè, các cái công việc gì mà ở dưới mặt nước đòi hỏi họ là họ làm việc trong môi trường là gần như là không có thấy gì. Nếu mà nước trong chúng ta còn nhìn thấy, mà nước nó đục à, các bạn sẽ nhìn thấy là một chú là phải lặn xuống cái bể, mà bể này là bể chứa nước nước thải các bạn đó, để mà sửa chữa, để mà làm sạch cái đáy bể ở dưới đó, nước nó đục ngầu à, đó, có thấy gì đâu, phải mò mẫm thôi. Nước á, thì lạnh đó. Bây giờ ở Đức hiện tại là mình đang ngồi ở đây thì bên ngoài nhiệt độ là 0 độ C, thì nước có thể nhiệt độ có 2-3 độ thôi đó. Chẳng hạn xảy ra một sự cố gì bây giờ, giống như ở Việt Nam nhiều người họ nhảy xuống sông họ tự vẫn, thì các thợ lặn phải xuống mò tìm kiếm các bạn đấy. Thì bây giờ ở nước này cũng vậy, nếu mà đang đêm như thế này, lạnh lẽo thế này mà có cấp cứu gì, có người rớt xuống sông là đội thợ lặn phải lên đường tức tốc đó. Nên là chịu cái sự lạnh của nước, rồi chịu cái sức ép của nước, chúng ta xuống dưới nước càng lặn xuống nước nó ép càng mạnh ha, đấy, ngộp thở. Thì người ta nói là lương có thể đến 10.000 euro một tháng, tùy theo là bạn lặn nhiều hay ít, và cái chuyên môn của bạn, tức là cái kinh nghiệm lặn của bạn là nó có cao hay không. Đó. Chúng ta nhìn thấy đó là trong cái bể chứa nước thải để xử lý, thì cái chú thợ lặn này phải lặn xuống rồi. Đó. Và cái bạn đồng nghiệp nói là rất là nguy hiểm, vì đây là bể nước thải có những con vi khuẩn, nếu mà hít phải nó mà nó xâm nhập vào phổi thì có thể là nguy hiểm tới tính mạng nha. Đó, bởi vậy cái gì nó nguy hiểm thì lương nó cao, nó có cái giá của nó các bạn. Thì người ta nói là những ai mà không quá nhạy cảm á,
cơ cơ địa không nhạy cảm á, mà có sức đề kháng tốt á, hiểu biết những kỹ năng sửa chữa máy móc á, thì sau 3 năm mình học nghề, học nghề là sửa chữa gia dụng đó các bạn, nên là cái gì mình cũng sửa được á. Thì sau 3 năm mình học cái nghề đó thì mình có thể tham gia cái khóa đào tạo 2 năm thợ lặn nhé. Và trong khóa đào tạo 2 năm thợ lặn đó, chúng ta sẽ được đào tạo 200 giờ. 200 giờ lặn. Đó. 200 giờ học lặn thì chúng ta mới có kinh nghiệm lặn. Đó. Thì đến đây thì người ta nói đó là ở nước Đức không cần tốt nghiệp đại học, chỉ cần tốt nghiệp bằng phổ thông trung học, các bạn cũng có thể có được những cái nghề mà lương rất là cao, nhiều người mơ ước ha. Thì trên lý thuyết là như vậy, và trên thực hành, trên cái ví dụ bây giờ như bạn đó chia sẻ với mình đi, thì mình thấy cái thiên hướng của bạn là muốn là sang Đức mà đi theo cái kiểu này, không có cần qua đào tạo học 2,5 cho nó dài. Làm sao kiếm được cái công việc này cho nó có thu nhập cao. Đó. Thì video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn là làm thế nào để chúng ta có thể làm được cái điều đó nha. Có thể các bạn thắc mắc tại sao mình không làm mà mình đi làm lương chỉ có 1.800, than thở có thể bạn thắc mắc là sao các bác, các chú, các anh, các chị ở nước Đức sao không làm mấy cái nghề lương nó cao vậy đi nha, mà làm chi mấy nghề cực nhọc lương không cao ha. Thì video sau mình sẽ chia sẻ là để các bạn có cái sự là kiến thức sâu rộng hơn, biết đóng chân, số phận nó đưa các bạn lại làm được những việc mà bao nhiêu người mơ ước. Mình cũng mơ ước như vậy, mình cũng mơ ước, mình cũng mong muốn là mình được làm cái lương nó cao đúng chưa nha. Nhưng mà để video sau mình chia sẻ đi ha. Tạm biệt các bạn, chúc các bạn một buổi điểm tâm, một buổi cà phê sáng thật là trong lành, và ở Việt Nam, nhất là những thành phố lớn, nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Mình vừa xem cái video một bạn gửi lên là đèn đường văng rất là đẹp, mùa Giáng sinh, mùa Noel nha. Thì ở nước Đức bây giờ vẫn còn đang là Giáng sinh, ở Việt Nam mình chỉ có là đêm 24 là đêm hôm qua thôi. Còn ở Âu Châu và những nước theo đạo Thiên Chúa thì hôm nay là ngày lễ Giáng sinh thứ nhất, và ngày mai là ngày lễ Giáng sinh thứ hai. Người ta kéo dài lễ Giáng sinh là 2 ngày, và đêm qua là đêm người ta gọi là Hallig Am, tức là đêm thiêng liêng, tức là đêm mà Đức Chúa hài đồng giáng thế để cứu nhân loại nha. Thì cho nên là hôm nay vẫn là còn ngày lễ, và ngày mai cũng sẽ là ngày lễ. Thì mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, và cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái bả sàm bả lát của mình, là không cần học nhiều mà lương 10.000 euro một tháng nha. Hy vọng các bạn là sẽ là cái người mà sẽ sang được nước Đức và lãnh lương là trên 5.000 thôi. Mình mong trên 5.000 thôi là cũng là ngon lắm rồi. Nha, tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video sau.